Cho đến thời điểm bây giờ mình vẫn chưa tin được là mình đang được trải nghiệm một tựa game trước toàn bộ người dân hay là game thủ Việt Nam. Đó chính là tựa game Draconia Saga, tựa game mang phong cách anime, đưa chúng ta trở thành những thợ săn rồng, tiêu diệt những con quái vật, đem lại hòa bình cho thế giới, đồng thời thuần hóa và chăm sóc vô vàn các thần thú hoang dã đang ở ngoài kia. Đó, lợi ích của việc là dạo này view của mình nó cũng khá là cao, cho nên là mình mới được nhà phát hành mời chơi thử review game để giới thiệu đến cho các bạn ấy. Thế nên là các bạn giúp đỡ mình bấm like video này nhiều nhiều nhá, bình luận khen game nhiều vào để cho người ta còn sau này người ta còn mời mình chơi tiếp nha các bạn nhá. Đấy. Thì không nói nhiều nữa, mình vào game luôn. Thì khởi đầu ở trong game này, chúng ta sẽ được chọn nhân vật các bạn ạ. Chọn xem nhân vật của chúng ta sẽ là nghề gì. Đấy thì cũng khá giống những cái trò chơi mà kiểu dạng như là nhập vai, cày cấp đi đánh nhau, thì sẽ có những cái nhân vật như là ví dụ như đây là pháp sư. Ok, cung thủ, vũ công, đấy à, nhảy nhót là thấy vũ công chưa? Và khiên thương. Vâng, một tay rất là hiển nhiên đúng không? Tay trái cầm khiên, tay phải cầm thương. À, thì những nhân vật này, mỗi nhân vật đều có những cái sức mạnh và những cái điểm yếu khác nhau. Ví dụ như là con pháp sư này này. Face the truth. Ok, từ từ, mình không muốn nhìn nhân vật nam, mình muốn nhìn nhân vật nữ. Đó. Đó, phải nhân vật nữ mình mới chơi nha, chứ không chơi nhân vật nam. Thì pháp sư là ưu thế là có sức mạnh của ma pháp, nguyên tố để gây sát thương diện rộng. Nếu mà các bạn mà chơi kiểu dạng chuyên đánh quái để mà cày cấp á, thì con này là rất là ngon này. Con tiếp theo, cung thủ, thì con này là có sát thương tầm siêu xa, trái ngược với con pháp sư là sát thương ma thuật. Thì con này là sát thương vật lý, đó, bắn mũi tên từ xa gây sát thương chí mạng. Và con này thì theo như mình đánh giá thì con này sẽ hợp để mà cho những bạn nào mà chuyên đi săn boss, săn những con trùm á, đó, hoặc là PvP đấu với người chơi khác thì con này rất là phù hợp luôn. Còn nhân vật tiếp theo là dancer, vũ công, đó, nhảy nhót các kiểu con đà điểu. Thì con này là con gọi là lớp nhân vật hỗ trợ, là có khả năng là tăng sức mạnh cho đồng đội, hồi máu các kiểu. Và nó cũng có những cái chiêu thức tấn công nha. Đó, chứ không phải là chỉ thuần túy hồi máu đâu. Thì nhân vật này là các bạn nào mà chơi solo một mình cũng vẫn có thể cày cấp được. Còn các bạn mà chơi cùng với bạn bè, đảm bảo bạn bè của bạn sẽ rất là biết ơn các bạn khi các bạn chơi nhân vật hỗ trợ này. Bởi vì không có nhân vật này, chắc chắn ở những cái trận đấu đi những cái phó bản hay là đi đấu chùm rất là khó khăn luôn. Cần có một cái nhân vật hồi máu. Và nhân vật cuối cùng là nhân vật khiên thương. Thì đây là nó giống như là kiểu là dạng style, là style chống chịu á, chịu đòn á. Đấy, đứng ở phía trước của đội hình để mà chống đỡ những đòn tấn công của quái vật cũng như là con trùm, và cũng có những đòn tấn công của riêng bản thân mình. Tổng kết lại là bốn nhân vật này, sức mạnh mỗi bên đều có một cái, nhưng mà có một cái để đảm bảo cho những người như mình không có bạn bè, là mình chơi con nào mình cũng có thể cày cấp solo được. Đấy, đấy thì là giới thiệu qua về các lớp nhân vật như vậy. Còn sở thích cá nhân của mình để chọn, Mình sẽ chọn con cung khỉnh này. À nhầm, cung thủ này. Đó. Bởi vì đây là cái sở thích của mình ở trong những cái trò chơi kiểu dạng này rồi. Phải cầm một con cung thủ từ xa bắn chiêu chiêu bùm bùm để tiêu diệt được đối thủ trước khi đối thủ chạm được vào người mình. Đó, ok. Và khi chọn nhân vật xong, ở trong Draconia Saga chúng ta có thể là tùy biến cái ngoại hình của nhân vật. Đâu rồi, thế nào? Mình muốn cho em ý giống waifu của mình. Thì tóc xanh, đúng rồi. Mắt ở đây, mắt gì đây? Mình muốn có cái mắt. Từ re, ê chết rồi. Sao mình quên mất rem là rem là mắt gì ta? Rem là mắt xanh à. Đúng rồi, mắt xanh xanh. Là mắt xanh kiểu màu màu này luôn này. Ok, màu này đi. Kiểu tóc thì ok, tóc thì có vẻ như là đang không có tóc nào mà che một bên mắt nhở. Có khá là nhiều cái sự lựa chọn cho các bạn, nên là cũng có thể là nên là các bạn cũng có thể tự tin vào chuyện rằng là nhân vật của các bạn sẽ gần như không đụng hàng với bất kỳ ai trong game. Mà thậm chí có khi là trong game là có những cái lựa chọn để các bạn kiểu các bạn mua thêm những kiểu tóc mới ấy. Ừ, nghĩ có khi cũng có đấy. Không có kiểu tóc che mắt thì chắc là mình sẽ lấy cái kiểu tóc này đi, cũng gọi là hơi che mắt rồi đấy. Rồi, và khuôn mặt thì khuôn mặt này chưa, lấp lánh cái chuẩn anime chưa. Rem thì phải, mắt nó phải hơi buồn buồn một tí. Đó, hơi lo ngại này. Đó, mắt này thế quá. Đấy, mắt này đi. Ok. Rồi, và tên của mình sẽ chọn là Rem không? Thôi được rồi, Sudan đi. Vâng, mặc dù mình chọn nhân vật nữ làm ngoại hình theo waifu của mình, nhưng mà tên thì vẫn là tên mình nha. Rồi, let's go.
toàn thế giới nào. Ok đấy, một thiên niên kỷ đã trôi qua kể từ trận chiến của những loài rồng. Mà mình dịch quá chậm không kịp nhìn rồi. Ok, chúng ta vào ngay một hòn đảo và đây là mình. Oh, cái này là khởi đầu trận chiến à? Oh, và mình sẽ phải ok, mình có luôn hai kỹ năng. Đợi bấm cái kỹ năng này sao đây? Oh, mưa tên. Đây là đánh thường này. Ok, bắn tên thường này. Đây là gì? Oh, nhảy lên và spam một loạt tên vào mặt mấy con quái vật. Rồi, mình có thể bấm vào nút bên trái ở đây để đi đến chỗ nhiệm vụ rất nhanh chóng. Bên kia có những người đồng đội chiến binh khác đang chiến đấu với quái vật. Ok, có một thanh niên này có vẻ giống như là có vẻ chức nghiệp là sát thủ đây. Play Dragon Summoner. Ok, bản game bây giờ của mình đang là bản test ấy, cho nên là nó là tiếng Anh các bạn ạ. Nhưng sau này khi các bạn chơi game chính thức ra mắt vào ngày 17 tháng 7 là có tiếng Việt nha. Wow, mình cưỡi rồng luôn sao? Mới vào game được cưỡi rồng rồi. Wow. Ok, chắc chắn là đây chỉ là giới thiệu thôi, chứ vào game chính là mình còn lâu mình mới được cưỡi rồng. Ôi, né tránh. Oh, mình có một kỹ năng né tránh và mình có thể bấm vào đây để mình có thể né khỏi sát thương đối thủ và mình có thể né được 3 lần. Đâu xem nào. Con này là con cua quỷ gì đây này? Ôi, né. À, ok ok, mình có hai kỹ năng mới. Né qua đấy. Kỹ năng là gì đây? Lùi về sau và gồng một chiêu rất rất là mạnh, một mũi tên mạnh. Con này là gì? Ok. Ủa, mày né qua lại à? Sao né được ta? Né về. Ủa, sao né lại với mình dính vậy? Ok ok. Backup has arrived. Ok. Nó đang đợi mình bị spam. Ôi. Kỹ năng của nó kỹ năng lan. Rồi, đồng đội đã tới. Chúng ta có những người pháp sư rồi. Vũ công rồi cả thiên thương đã đến và mình đã đánh bại được con quỷ. Ok. Và mình cưỡi nó luôn. Mình cưỡi con này luôn ạ. Và mình sẽ làm gì với nó? Người ta bảo là ngang như cua nhưng mà con này nó xoay vòng vòng luôn. Ê, sau này trong game là mình có được cưỡi con này không? Hình như theo nhà phát hành nói là có nhá. Có mà sẽ cưỡi. Đến một mức độ level nhất định, các bạn có thể cưỡi được những con thú nuôi, triệu hồi nó ra để cùng các bạn chiến đấu. Ok ok. Rồi, chiến thắng. Ok. À ok thôi. Có lẽ là mấy cái đoạn cốt truyện này á thì nó là tiếng Anh nên là cũng hơi khó để mình dịch cho các bạn hiểu ấy. Nên là mình sẽ skip hết nha. Để cho các bạn có một phần là để là cho các bạn có thể sau này khi các bạn ra game á, các bạn sẽ đọc tiếng Việt cho nó dễ hiểu để các bạn có thể thấm được cốt truyện hơn. Và một phần là mình lười dịch cốt truyện đó bạn. Thế là skip nhá. Ok, và mình lên level 2. À, đoạn rồi đó. Đoạn rồi trải nghiệm nên là nó cho mình hết các kỹ năng. Còn giờ là mình phải chơi cày cấp lên thì mới mở khóa các kỹ năng tiếp theo được. Đây, có hai kỹ năng này thôi à? Hai kỹ năng tiếp theo là cấp độ 4 và 12 là mình có thể mở khóa được rồi. Ok. Rồi, mình phải nói chuyện với thằng Agareth này để mình có thể mở cái hòm này ra. Ok, mở hòm. Có một em gái loli đang ngủ trong cái hộp. Ê. Không, các bạn đừng hiểu nhầm. Chúng ta có em gái ngủ trong cái hộp Nezuko trong Thanh Âm Diệt Quỷ. Chúng ta có nhá. Đây không phải là vấn đề, đây không phải là vấn đề nhá. Tiếp tục. Đấy, một con khủng long à? Con này là con... Không biết là con gì á. Con này nó có cái quả răng không á? Ôi, nhanh quá. Ok. Spam mưa tên. Bắn chay. Ok. Tiêu diệt được con này rồi. Và mình có được một cái cung dài để trang bị vào và sát thương mình tăng lên đó. Cái này gọi là lực chiến đấy. Ok ha. Mình đã tới một cái làng và mình phải nói chuyện với cái cô Milia này. Ôi từ từ, cái này có chỉnh đồ họa được không ta? Ok, đây là nhân vật của mình này. Ồ, đúng rồi, rất đúng là truyền thống của các cái tựa game mà nhập vai thôi là mình sẽ có nhân vật và có những cái ô trang bị. Mình trang bị được những cái món đồ như là áo rồi quần rồi giày nó để mà tăng sức mạnh và tăng sức phòng thủ của bản thân mình, cũng có những cái chỉ số. Và sau này là mình có thể ăn những cái như kiểu trái ác quỷ để tăng chỉ số à? Ok. Rồi. Ok, cũng được. Nhưng mà cũng được đấy. Rồi, và được chưa nào? Ồ, chúng ta có thể phóng to thu nhỏ để có thể thấy được nhân vật của chúng ta rõ hơn này, thấy chưa? Đó.
À, em gái của mình đã cu tem của mày que chưa? Dạ. Ok ok, mặc dù em ấy tên là mình nhưng mà tôi kệ đi, chúng ta bỏ qua cho đó ha. Đâu, nói chuyện với em này thế nào? Cứ tưởng em này tai thỏ luôn đã, hóa ra là cái nơ của em nhíu to thôi. Rồi, lên cấp 3. Và mình sẽ phải đi, ồ đây. Trò này có khá thú vị là mình có thể bấm vào nhận nhiệm vụ. Em mình đã nói rồi đó, để mình đến luôn cái người ra nhiệm vụ cho mình, rất là tiện. Ồ, mình đã lên cấp 4 rồi, mình mở khóa là kỹ năng mới. Đấy, là kỹ năng mà mình nhảy lên rồi mình bắn đó. Ờ, nào đây. Thằng này mày à, thằng này có vẻ trông có vẻ mặt khó ở nhờ. À, skip đi. Alo, là mình vào mình đấu với nó luôn. Ok. Đâu, cái kỹ năng mới nào. Oh, cũng được. Mưa tên này. Đây, mưa tên này. Sờ pam này. Nhảy lại bắn phía sau này, lùi về. Bắn tiếp, bắn chay. Đó. Quân mày bay hết rồi. Mưa tên, lùi về, bắn phục thử rất mạnh. Tiêu diệt được thằng này luôn. Mà láo nháo. This is bad. À, mày làm gì? Mày làm gì? Street Western Hunters. Sao mày làm gì cơ? Trời ơi, chạy cong đuôi kìa. Trời ơi, hơi hèn nha. Nhìn bro trong mặt cũng căng mà hèn quá. Nhận được một trang bị mới của bà ngoại. Ok. À, cũng được. Từ từ thì trong game nó sẽ như vậy thôi. Đó các bạn ạ. Đó thì giống như vừa rồi, mình lên cấp độ là mình sẽ có được kỹ năng mới. Thì những cái em gái Loli đấy mình mới mở trong cái hộp ra này. Gì đây? Ồ, bật tung xiềng xích. Ui, cái gì đây? Ngôn ngữ của những vị thần à? Giọng nghe căng vãi. Mình phải chọn một trong hai cái lựa chọn. Ok, mình đang chưa biết là cái này lựa chọn để làm gì nhá. Chắc là khi nào ra bản tiếng Việt thì sẽ dễ hiểu hơn. Mình chọn cái nào đây? Chọn Paradise đi. Nghe có vẻ kiểu thiên đường không? Thiên đường gọi tên, chắc là nó sẽ xịn đây. Ok, thiên đường là gì? Ok. Tái xây dựng lại thiên đường đi. Ui. Ủa là sao? Ủa là sao? Rồi con bé Loli này sao mày tức? Tao làm gì mà mày cáu tao? Con này láo thật chứ? Đó các bạn ạ, đấy thì mình, đấy là mình đang nói dở là giống như là ở cái vụ kỹ năng này đó. Ủa, mình có thể bắn kỹ năng ở trong làng luôn. À, cái này phải có mục tiêu. Đấy, thế thì giống như là vừa rồi mình lên cấp độ, mình được mở khóa kỹ năng mới thì trong cái trò chơi này thì cũng giống như là những cái tựa game cái thể loại MMORPG khác, các bạn sẽ có được rất nhiều những cái yếu tố mới chỉ bằng việc là cày game và lên cấp độ hay là hoàn thành nhiệm vụ thôi. Thì có một điểm khác biệt của tựa game Draconia Saga này với những tựa game khác, đó chính là khi các bạn lên được tới những mức cấp độ phù hợp, các bạn có thể cường hóa kỹ năng của bản thân, mở khóa được những cái hệ thống kỹ năng mới mà nó xịn sò hơn những kỹ năng gốc rất là nhiều. Thì nhà phát hành có tiết lộ riêng cho mình biết là có hai mốc cấp độ các bạn cần phải để ý. Thứ nhất là mốc cấp độ 60 mở khóa chế độ long kỵ. Ở chế độ này các bạn có thể nhận được long kỵ riêng, nhưng lúc đấy thì nhìn kiểu dạng như là thú cưỡi ấy. Ở đó các bạn có thể triệu hồi thú cưỡi ra và thú cưỡi sẽ cùng chiến đấu với các bạn. Lúc này kỹ năng của các bạn cũng được cường hóa thành một phiên bản xịn sò rất nhiều. Nhưng chưa hết, tới cấp độ 80 các bạn mở khóa hệ thống vũ trang giúp cho kỹ năng của các bạn cường hóa thêm một phát nữa, biến thành hệ thống gọi là hình dạng vũ trang. Không biết cái này nó có liên quan gì đến Haki vũ trang không. Nhưng mà khi các bạn có hệ thống này trong tay rồi, sức chiến đấu của các bạn, lực chiến của các bạn sẽ tăng vùn vụt luôn. À, thì đó là ở một tương lai rất xa. Giờ mình cũng đang cấp độ 4 rồi, thì mình cũng ở cái cấp độ 5 rồi. Thì không biết được rằng là thì có lẽ là ở trong giới hạn video này á, mình sẽ không thể nào mà mình có thể cày được lên tới các cấp độ gọi là 60 và 80 để cho các bạn thấy trực tiếp mình làm ở đâu. Thì hy vọng rằng là nhà phát hành sẽ gửi cho mình một số những cái cảnh chiến đấu khi mà sử dụng hai cái hệ thống đó để cho các bạn có thể nhìn qua một chút xíu để có thể biết được cái đó trông nó hơi như vậy đấy. Thế còn thực tế thì chơi game mình thì biết các bạn nhá. Ôi, mình vừa ký với một văn bản gì đấy mà mình không thèm đọc luôn. À, biết đâu nó là hợp đồng bán nhà của mình thì chết. Rồi, mình được lên tàu và mình sẽ đi đến một cái màn hình tải game. Ok, nãy giờ chơi giờ mới tải game được một lần. Mình tới một cái một cái tòa thành à. Một tòa thành, một lâu đài có vẻ như là của vua chúa gì đây. Thủ đô săn bắn Aethermis. Chính là cái game này lên cấp nhanh ý chứ nhở. Evelyn. Ok.
Có vẻ như nghi ngờ con bé này là vâng, nếu mà mình mà là nhân vật nam thì khá chắc là mình sẽ bảo là đây là con bé người yêu của mình, nhưng mà mình nhân vật nữ thì chắc là bạn thân thôi. Ừ, đi tìm Hannibal. À, là cái thằng trẻ trâu mà mình mới đánh bại nó vừa nãy hả? Cái thằng này mày muốn gì? Mày muốn gì? Đánh tiếp à? Đánh tiếp kìa. À đù, nó không đánh nữa mà nó gọi ra một con khủng long à. Ôi, ôi, ok, con khủng long này có vẻ hơi căng nha. Ok, ok, nó có chiêu gì đây? Nó có chiêu gì? Ô, nó bắn. Ok, nó là chiêu gai băng à? Trời ơi, thì mình cứ spam kỹ năng thôi. Dùng kỹ năng hợp lý. Ôi, từ, nó quay về thay đổi. Từ, theo lúc đều hồi chiêu, bắn chay. Mưa tên. Ủa né. Ô, ô. Đội hình của mình hỗ trợ bom để thả bom vào con khủng long. Ok, được đấy. Ôi, nè là. Nó phun lửa băng ạ. Rồi ok, nó một xíu máu thôi. Bắn chay, kết thúc nó. Let's go, đánh bại được con khủng long rồi. Ok. Cái thằng trẻ trâu này nó đâu có đủ tuổi đánh mình đâu mà sao nó cứ thách đấu mình hoài vậy ta. Nào nhào, chạy đi, cú đi. Tới cấp độ 7, mình đã mở khóa được một hệ thống mới. À, đây là hệ thống gọi là hệ thống long tinh này. Ờ, à, mình có thể có những con rồng và mình có thể lắp những con rồng đó vào cái hệ thống đội hình 5 con này à. Ờ, à, và mỗi con long tinh này đều tăng sức mạnh cho bản thân mình và cho con nhân vật của mình luôn. Như là con long tinh cấp độ N này, normal đó, là nó có khả năng là tăng cho mình sức tấn công và tăng máu. Ồ, và các bạn ạ, có độ hiếm N normal thì cũng sẽ có những độ hiếm khác cao hơn, như là R rare, rồi lên đến SR super rare, hay là SSR super rare. Đó, thì ở trong tựa game Draconia Saga này có hệ thống xoay gacha để các bạn xoay ra những con long tinh này luôn. Đấy, thì tùy vào nhân phẩm của các bạn mà các bạn có thể ra được những con long tinh cấp độ siêu hiếm. Còn nếu mà các bạn hơi đen mà ra được những con long tinh kiểu thường thường á, các bạn cũng có thể tăng bậc từ từ cho nó, từ dưới đi lên, kể cả con ở thấp cũng có thể tăng bậc để lên được cấp độ cao hơn nha. Và khi các bạn lên đến SSR rồi á, các bạn có thể dung hợp những con long tinh lại để biến thành long tinh còn biến hình người cơ. Đó, nói chung là rất là xịn sò. Những con long tinh đó có thể thay đổi những cái thuộc tính vốn có hay là tùy ý kết hợp những cái thuộc tính khác nhau để tạo ra thuộc tính mới. Nói chung là trước mắt là nhà phát hành đã nói mình như thế. Còn hiện giờ thì mình vẫn chưa mở khóa được cái hệ thống xoay gacha này, là tí nữa mở được mình sẽ xem nhá. Từ setting. Oh, có tiếng Việt. Oh my god, có tiếng Việt mà nãy giờ mình không bật. Xin lỗi các bạn, chúng ta qua tiếng Việt nha. Let's go, chúng ta có tiếng Việt rồi. À, hợp lý. Đó, hợp lý rồi đấy. Ok, đó, ra long tinh này, hợp lý nha. Cho hỏi hắn có phải một gã tóc. Ê, cái này tiếng Việt này có vẻ là dịch chuẩn nữa các bạn. Ok, cứ tưởng là bản test là chưa dịch chuẩn nhưng mà dịch ok phết rồi đó. Được, nhưng mà tuy nhiên cho như vậy thì mình cũng skip thôi các bạn ạ. Lại mày nữa. Duy trì tấn công có thể tích lũy điểm phá phòng của quái vật mạnh. Điểm phá phòng đầy, à là break này. Thêm vào trạng thái phá phòng break, sát thương phải chịu tăng mạnh. Nhặt mảnh pha lê cho quái vật bị phá phòng rơi ra có thể hồi phục HP bản thân. Ok. Ô là bây giờ Thanh Hoàng Long nổi giận. Ok, dịch tiếng Việt ra cái là dễ hiểu hơn hẳn rồi đó. Rồi, nó đã bị break, nó đã bị phá vỡ về tâm trí rồi. Và bây giờ mình có thể bắn chết nó luôn. Dăm ba con Thanh Hoàng Long này. Mày này. Đúng rồi, bắn. Mày. Xong. Easy. À, sẽ không thua đâu. Rồi mày lại chạy đi. Mày lại chạy đi. Tao biết ngay mà. Thôi nó lại chạy cái thằng này. Thôi nhá, là sau đứng dậy nhá, 3 lần rồi đó. A few moments later. Lôi nhãn ngư long, một con chùm siêu to khổng lồ, nhưng mà nó có thể không thể chống đỡ được mình đâu. Ui, nó hồi đó tỉnh lại rồi. Ôi, ok. Ui, không sao sao, ui nó còn một chiêu nữa. Ui giời ơi, cho mày 2 chiêu đó, được chưa? Xong đời mày luôn. Easy. Lôi nhãn ngư long, lại mày nữa, khổ thế nhỉ. Ô, mình được một con long tinh. Và con long tinh cấp độ R, độ hiếm R. Ok, hệ thần dạ, trông rất gian tà, thường trộm trứng rồng. Ok. Nào, mình sẽ... Ờ, mình có thể trang bị con này vào à? Từ từ. Đây. Mình có thể
tiếp tục khảm con long tinh pha lê rồng Jagras này vào. Và con này sẽ tăng tấn công vật lý và tấn công pháp thuật cho mình, tăng cả kháng chí mạng. Còn cái con pha lê kangaroo này là tăng máu. Ok, cho vào. Đó. Và mình có thể khảm được tối đa là 5 con vào đây để tăng sức mạnh cho cái con rồng tia này của mình. Cũng được, cũng được. Long tinh trong luân xa có thể được tăng cấp, tăng cường sức mạnh của long tinh. Ok, mình có thể tăng cấp long tinh này. Tăng cấp là mình phải dùng pha lê bụi rồng để tăng cấp cho nó. Tăng lên là nó tăng cái chỉ số tấn công vật lý, pháp thuật và máu. Ok. Cấp độ 3 là kích hoạt được thêm kỹ năng thuộc tính kháng chí mạng à thêm phát nữa. Ok, đầy cấp, full cấp luôn. Con này cũng thế đúng không? Con này cấp 6 à? Rồi, mình còn chắc là mình có đủ tài nguyên đấy. 1, 2. Ôi, không đủ rồi. Thiếu một cái nữa là kích hoạt được cái số 2 là tăng cộng 6 tinh thần. Được rồi, này cũng được rồi. Tìm long tinh cổ đại thứ 3. Mình thêm con long tinh thứ 3 nữa vào. Cũng được. Là mình có thể vào những cái thí luyện long tinh này. Ôi, có cả thí luyện long tinh gấu pha lê SR luôn kìa. Ok, xịn đấy. Và con này khiêu chiến. Khiêu chiến bọn này là mình có thể có được những con long tinh luôn mà không cần phải xoay gacha. Cũng được, cũng được. Ok, thí chiến. Là mình phải solo với một con chùm. Con chùm cáo ánh trăng N. Ôi, đang bị auto kìa. Ơi, đánh chung là phải để tự mình điều khiển, không thể để cho game tự động chơi được. Đó, kỹ năng này cũng ghê đấy. Bày này. Ok, bắn tiếp. Rồi, từ nè. Bắn lên, bắn ra. Ôi, né quá. Sờ pha mưa tên. Mày này, 200 sát thương. Ui, mưa tên này hơi. Chiêu mưa tên của mình là hợp để mà bắn đạn quái đông hơn. Còn một con này thì nên dùng kỹ năng số 3 và số 1 thôi. Và mình có một vé triệu hồi long tinh. Xoay gacha. Có thêm một con long tinh nữa, hệ Nhật Quang. Không biết các bạn nào đang xem phim này, đang xem cái video này của mình tên là Nhật Quang không ta? Một con cáo à? Ok. Đây rồi. Xoay gacha đây rồi. Ok. Mình được một lần xoay miễn phí nhá. Thử này. Hy vọng có thể ra được. Không biết đúng không? Lần xoay miễn phí đầu tiên mà ra được ER thì thôi. Cái này gọi là bùa lợi của YouTuber rồi. Let's go. Có một nữ thần đang cầu nguyện cho mình, nữ thần Loli cầu nguyện cho mình ra được long tinh xịn. Và đó là một con gà Ezra. What? Cái gì vậy? Lần đầu tiên mình đã có được một con long tinh Ezra. Ủa cái gì vậy? Cái gì bạn? Ủa điều vậy? Đúng, đây là hào quang của YouTuber rồi các bạn ơi. Wow, cộng chí mạng, cộng máu. Và thuộc tính thêm có tới 4 dòng. Trong khi như là con này cấp độ R có 3 dòng, con này cấp N chỉ có 2 dòng thôi. Wow, trời, cho cái lực chiến tăng kìa. Let's go. Rồi, đăng cấp cho nó. Đúng rồi. Ui, pha lê Dagaru mạnh nhờ. Hợp lý đấy, không thể tin được, hên vãi cả đạn ạ. Thế là được rồi. Có vẻ là mình thấy là mình bắt đầu có cái sự may mắn rồi đấy. Khi nào game này mà ra chính thức là mình chơi là mình có khi cũng ăn được, ăn sái được cái này luôn. Mình đã đạt tới cấp độ 12 và mở khóa một kỹ năng cuối cùng. Kỹ năng tụ lực tên phá không. Là tên phá không? Là phá đúng không? Kỹ năng tụ lực, nhấn giữ nút kỹ năng để tiến hành tụ lực, thả ra sẽ thi triển. Tức là càng tụ lâu thì sẽ càng tăng tầm bắn và sát thương. Ok. Và mình sẽ phải test vào con viên củ cải. Tại sao tên mày lạ vậy? Mày là con rùa mà. Ôi, đâu rồi nào? Kỹ năng cuối đúng không? Gồng nào? Đâu? Rồi, bắn ra 395 sát thương. Ok, để mình thử mình bắn một phát thường nha. Bắn một phát mà không có gồng nha. Để xem là bao nhiêu sát thương nha. Nào, bấm vào thả luôn này. Trời ơi, con không biết là 86 hay là 26 nữa, nhưng mà thế nào thì cũng là nhỏ đúng không? Rồi, như vậy là phải gồng rồi đó. Đó là phải gồng rồi. Anh ở đâu? Ủa? Trời ơi, viên củ cải mất kiểm soát hành vi. Sao mình? Không phải, là nó vẫn là nó khỏe hơn bình thường á, chứ không phải nó yếu.
Ui. Ui. Ok ok ok. Tôi đã có xíu máu thôi. Let's go. Đánh bại được viên củ cải. Sao tên nó củ chuối thế nhỉ? Ok, đây đây, tới cái khúc mà mình có thể bắt đầu là nâng cấp kỹ năng rồi này. Các bạn có thể tự tùy ý chọn nâng cấp kỹ năng gì để mà phù hợp với cái lối chơi của các bạn. Ví dụ như kiểu mình á, ví dụ như mình á, mình rất thích cái vụ tụ lực của chiêu cuối. Chiêu đó rất hay để mà đánh chùm. Nhưng đồng thời phải có một cái chiêu bắn lan. Đây, chiêu bắn lan này này, để giải quyết giải tỏa đám đông. Và chiêu tên phá không để giết chùm. Đó. Nên là mình sẽ nâng đều hai chiêu này đi. Nãy lỡ nâng vào cái chiêu bắn xoắn ốc lên một phát rồi. Mưa từ trời này, tên phá không này, còn một cái, còn một quẻ. Thôi tôi nâng nốt vào cái chiêu này cho nó đều. Ghê chứ lại muốn nâng tập trung không được nữa. Mới hoàn thành xong một nhiệm vụ và mình được lựa chọn một mèo một chó. Chọn ai cũng khó. Giữa chó và mèo mình phải chọn một người. Đừng đắn đo. Hội thợ săn rồng tặng miễn phí cặp thú cưỡi chó mèo. Ngày mai là đến. Trời ơi, là khó chọn dữ chưa? Giữa một con chó tên gọi là Barret. Trời ơi, nó béo vậy. Và một cô mèo cute tên gọi là Sora. Mình phải chọn ai đây? Hay được rồi. Rồi, mình là một người yêu mèo. Mình hơi sợ chó. Nhưng mà nó cute quá. Thôi được rồi. Giữ vững quan điểm lập trường, mình sẽ chọn mèo. Nha, mình sẽ lấy mèo. Là mèo. Và mình đã có con mèo. Ủa, là mình cưỡi mèo hả? Là mình cưỡi con mèo này lên. Và, ôi. Cô tê. Ê, thanh niên này. Ủa, alo. Sao cùng là mèo mà sao con mèo này trông nó VIP Pro vậy? Con mình của mình trông nó bèo bèo vậy. Quá ảo ma thật. Ok, cô tê đấy. À, và đây. Hệ thống thú cưỡi này. Ui, là vãi trưởng. Mình có thể cưỡi bóng bay, rồi cưỡi rồng, cưỡi cá heo à? What? Rồi cưỡi cái gì đây? Cưỡi cái ghế? Cưỡi cừu? Cưỡi cả xe? Ok, cái này VIP ở đó, ok, hệ thống thú cưỡi khá là thú vị đấy. Và có đến 78 thú cưỡi trên cái thế giới này. Ok, chọn một Buguri và ký khế ước, sẽ có một bạn đồng hành thám hiểm đáng tin cậy. Chọn chỉ thay đổi màu da, không ảnh hưởng đến kỹ năng. cái đoạn này là có ý đồ gì đây các bạn ơi? Giữa một thú cưng có một con mèo đen, một con thỏ vàng vàng với một con, có thể con chó nâu à? Một con tên là Jojo Doja, một con là Pipirana, một con là Popolo. Mình phải ký khí ước với một trong ba con này. Ôi được rồi, chắc là mình sẽ chọn con này đi vì trông nó cười cute. Nó cười rất là cute. Và nó giơ súng vào mặt mình hả? À con này cũng thế. Ok, cho con này đi, trông nó cute nhất. Ký khí ước. Ký hợp đồng. Ok, ký hợp đồng thuê thú về. À làm gì đây? À phải rồi, chinh phục thế giới. Ê, mày có hơi tham vọng quá không? À, trong khi tao đang bảo là đồ ăn ngon không? Ok đó. Cho mày ăn đó, ngon chưa? À, con này là con thú cưng này. À, ok. Cái Buguri này là hệ thống thú cưng mà mình có nói ở đầu video các bạn ạ. Theo như nhà phát hành có nói cho mình thì những thú cưng này có thể được tạo thành một đội hình. Và các bạn thấy không? Phải trải qua những cái thăng cấp thức tỉnh hay là thăng cấp long kỵ thì mới có thể mở khóa được đầy đủ đội hình này. À, còn ở dưới nữa này, đó. Còn mở khóa, đến cấp độ bao nhiêu? Mở khóa được những cái ô để cho thú cưng chi viện cho bản thân mình nữa đấy. Có đội ra chiến đấu, có đội thú cưng ở nhà hậu phương để chi viện cho đội phía trước. Và có 3 loại thú cưng là thú cưng cận chiến. Tinh Vũ Hoàn là để đứng ở phía trước để chống đỡ đòn đánh của quái vật á. Thú cưng thứ hai, thú cưng tầm xa, người trợ công là để chi viện cho tấn công. Thì cái con này của mình này, đây này. Con này của mình là con người viện trợ này. Đó, con này chắc là thuộc cái thuộc tính là con này là con người trợ công mình vừa nói đấy. Và loại thứ ba là loại hỗ trợ tên gọi là nhạc công, là tăng hiệu quả hồi máu. Đó, con này là con là viện trợ thôi. Đó, hợp lý, được. Thì hy vọng rằng là trong quá trình chơi game mình sẽ thu thập được nhiều con thú cưng này nữa để tạo thành đội hình xịn sò con bò. Thì mỗi con thú cưng này đều có những cái vũ khí, là tức là những cái kỹ năng riêng này này. Đó là để đây này, kỹ năng này này, đó là những cái, có những cái kỹ năng của riêng cái con thú cưng này. Mỗi con sẽ có một cái kỹ năng, những cái khác nhau để bổ trợ cho mình trong quá trình chiến đấu nó sẽ dễ hơn đấy. Còn cái khúc đội hình thú cưng này á, mình đang có một cái suy đoán là nếu mà có dạng đội hình như này
thì cũng có thể sẽ có kiểu là con thú cưng này sẽ hết máu, mình đổi con khác thế chỗ cho nó để cho đảm bảo con thú cưng kia của mình nó không được chết được. Đấy, con mới ra đầy máu chiến đấu tiếp. Đấy, thì cái đấy là phải khi nào mà mình có thêm thú cưng đã. Chứ còn giờ thì mình mới có được một cái con gì đó. Đây tên nó là gì đấy? Thì Pupapuproboro cái gì đấy, mình quên mất tên nó rồi các bạn ạ. Vâng, mình không có giỏi cho việc nhớ tên thú cưng lắm. Đấy, thì con này của mình nó đi cạnh mình này. Đấy. Đi theo mình này à, và cả cái con bé nữa. Ủa, alo. Alo, em Loli, tại sao em lại đi theo chị? À, Tại sao em không ở trong nhà mà em lại đi theo chị thế này? À, đấy, rồi đó, biết thế. Đi làm nhiệm vụ tiếp thôi các bạn ơi. Đấy, ok, thôi chắc là mình sẽ spoil game cho các bạn đến mức này thôi, để các bạn tự sau này tự tải game về mà tự trải nghiệm nhá. Sau khi quay video này xong, mình sẽ ngồi mình cày tiếp em Sudan này của mình để có lên cấp cao hơn nữa. Hy vọng sau này xoay ra cha ra nhiều con long tinh xịn sò con bò hơn. Thì lúc mà mình đăng video này thì game chưa ra mắt đâu. Phải đến ngày 17 tháng 7 game mới ra mắt cơ. Thì mình sẽ để sẵn cho các bạn cái đường link để tải game ở phần bình luận, ở phần mô tả bên dưới. Các bạn canh sẵn đi, đến ngày 17 tháng 7 là nhảy vào chơi được liền luôn. Mà mình còn được biết rằng nếu các bạn đăng ký trước game thì các bạn sẽ nhận được rất nhiều phần quà vào cái ngày tải game về và vào chơi game thành công ấy. Nên là mình sẽ để cái đường link dẫn đến cả trang chủ để các bạn có thể đăng ký trước game ở phần bình luận, ở phần mô tả luôn. Thì nhớ đăng ký trước rồi ngày 17 tháng 7 vào chơi Draconia Saga cùng với mình nhá. Khi nào ra server chính thức thì chúng ta cùng đua xem ai mới là top 1 server nhá. Còn mình bây giờ sẽ tiếp tục vào cày cái bản test này của game để lấy lợi thế trước đây. Các bạn thì thôi, chắc là qua bên video này xem tiếp đi nhá.